con muốn nói. Hình phạt và nghiêm khắc có làm nên đứa trẻ ngoan. Con thấy con buồn với lại khó chịu. Con nghĩ mình sai rất nhiều nên mẹ con mới dành cho con cái hình phạt này. Và nguồn cơn do đâu? Anh bị phạt, anh đi bán vé số. Vừa đi thì cái anh này anh tuổi, tự nhiên anh gặp cái người quen, anh ngại cái anh không dám mời, cái anh khóc, anh hai đi theo anh cứ dỗ. Điều con muốn nói với câu chuyện của bé Minh Huy được phát sóng vào lúc 19:15 thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm 2023 trên kênh VTV9.